Ô anh ơi, nó bị lạnh quá, nó không nguội à? Lụa anh nhắc này nó còn sống, à vẫn còn sống đây. Hôm nay ông xã trổ tài món tiết canh tôm. Cuối tuần tôm thì mấy cô em gái thì không thích ăn dị ứng. Chỉ có mỗi bác Hoa mũi giò mùm ăn thôi. Các cháu chắc là ké được cái càng, không có nhu cầu ăn, chỉ có nhu cầu tiết canh. Ô, nó cong tiết rồi. Anh gấp cái đít nó ra. Chỉnh căng mà. Bạn này là 1 cân 6. Sao cái tiết này nó không thấy nó đỏ, tiết này màu này à? Ui, hôm nào U sang thành chỗ tài món này cho U nhỉ, U cách nhỉ. Hôm nào U về phổ biến nhé U nhé. 3 lần đánh thôi U ạ. Mà mỗi lần lên 1 level thôi U. Cuối tuần U ạ. Hiểu không? Nhà con toàn dị ứng tôm, chả ai chịu ăn, đâm ra là ít. Ít làm. Mà ăn thì chỉ thích mỗi xào me. Nổi vào là cho nó vào. Chết rồi đấy. Đi rồi đấy. Dạ, cụ tiễn rồi. Chủ nhà thì ăn tôm, còn đâu khách thì chỉ cho ăn rau thôi ạ. Hôm nay khách đến nhà chỉ chiêu đãi mỗi salad, lem lụi, quấn. Chào em. Chào em Lan. Mời em ngó nhé, ăn ngó nhé. Đặt tôm to này không có nhiều, đặt được ít. Lan ạ. Con này 1 cân 6. Hôm trước bọn mình ra hàng thì nó chỉ có nửa cân 6 lạng thôi. Nhỉ, hôm trước chị em mình đi ăn. To, càng nó to lắm. Cho 2 đứa con nữa, ông Tân 2 càng. Bác Hoàn mỗi cái đầu rồi. Bác Hoàn chịu.
thừa chất lại xay hải sản. Lại phải đi cấp cứu nhờ, giống hôm bên nhà em nhờ. Thì bây giờ xa xôi cách trở thế thì mời ngó cho lịch sự. Nói mời ăn lại bảo mời rơi. Nói mời ăn lại bảo mời rơi. Ông anh ngâm cứu, nói chung là phải 5 lần cắt tiết này nữa thì chắc là chị nghĩ là mới ngon. Hôm nào cho Hiếu và cho Thảo sang đây nhá. Để chú Thành thể hiện nhá. Đấy. Đấy. Cho nó xong to này hả? Và sau người được tặng mà từ lâu rồi ấy. Bác được bác Hạnh tặng mà bây giờ mới sử dụng. Cho bia xả vào hấp để không xào. Hôm nay hấp à? À ông này lại lười gì lại chuyển sang hấp. Lúc trước thì ông bảo mình là để xào me. Bây giờ ông lại lạ này. Ông lại chuyển sang hấp. Ừ, chỉ hấp thôi, ăn ngon. Chú Tân phải canh nhá. Canh chuẩn là đỡ bị không được ngót rồi đấy. Canh thì sao mà không được ngót. Happy không có ờ chỉ hấp à, ngon thôi. To hơn cả cái xong rồi không vừa xong. Quấn quấn nó vào. Đập làm gì? Không thế không thì phải bẻ nó ra. Bảo chị Hạnh đi. Anh phải bảo chị Hạnh đi, cái xong này to phải cho cái xong to hơn nữa đi, xong này không vừa con tôm này đâu. Lần sau phải cho cái xong to hơn nhé. Cái này to quá. Cái tôm này các em chín thì phải cho nước vào đun sôi xả xiết với cả lá chanh hành nó thôi như nước thơm bắt đầu cho tôm vào. Dạ. Chứ cho ngay từ đầu nó chưa ra được nước thơm thì tôm chín mất rồi. Nó bây giờ đo chứ gì mà nó ra được vào chứ. Quấn quấn nó vào, quấn đít nó vào. Vừa đúng không? Quấn thu cái càng vào. Đại chín bông là vừa. Nhưng mà ấy Thành vừa câu được con tôm đấy cơ Bình này. Đập vỡ hai cái đầu này. Anh ấy đi câu cá herring thế lại câu thành câu tôm. Rồi tôi luôn trước nhá, xong rồi ông tự nghiên cứu ông thả vào nhá. Không anh đéo biết tôi luôn. Anh đập anh cho vào đấy một tí ấy, một tí một chín, một tí muối. Một tí thôi. Không tự đạo diễn đi.